Nghe thử coi. Cái gì vậy? Cái chuyện gì mà mới ra mà ông nó chích te tua cái mặt hết trơn hết rồi. À, vẽ cái khung bảo vệ. Wow, coi ơi. Mình sẽ bảo vệ con cuốn, con boss của mình nha. 3 sao luôn. Đen đen đen. Tiếp tục nha, tổ ong ở đâu? Đây, boss của mình đây. Ôi, nó ép mình dẹp dép luôn nè, nhưng mà không sao cả, mình vẫn an toàn nha. Vẫn an toàn. Khe khe khe. Tiếp tục. Tổ ong đâu? Tổ ong hồi hai tổ ong hai bên luôn. Đây, một dòng chữ U là mình sẽ an toàn trong đó thôi. Cái dòng này giống như cái dòng kim cô của Tôn Ngộ Không mà vẽ vậy. Vẽ ra một cái vòng tròn bảo vệ. Đây rồi. Ý ý ý, trời ơi, vẽ cái cây nó ngắn quá, nó chích sưng cái đầu luôn. Đó, nhốt mấy con. Không được luôn, không được luôn. Bầy ong này nó mạnh quá, nó mạnh mẽ quá, nó đẻ được hết trơn. Mình sẽ vẽ một cái vòng tròn mình bảo vệ như thế này. Ok. An toàn luôn, an toàn luôn, không sao hết. Tròn vo vo như quả trứng gà luôn nè. Ồ, được 3 sao luôn. Bây giờ mình hai tổ ong và hai con cuốn luôn, hai con boss của mình luôn. Một dòng, hai dòng, ok. Đấy, giống như cái mắt kính nha, mình vẽ hai cái dòng. Ý những cái xém rớt xuống hầm trong luôn nha, mà vẫn không sao. Tiếp tục, có hai sao thôi. Này hơi khó nên có hai sao thôi. Ôi, cái này ba ba em chó luôn, ba em đây đó, treo ba em ở đây luôn. Trời ơi, treo ba em vô. Ôi, rồi rồi rồi, xong xong. Kỳ vậy ta, cái này là không được rồi nha. Cái gì đây ta, nó dễ không. Ôi, rớt luôn, xong luôn, không được. Cái này phải sao? Đó, treo vậy cho nó không không bị trong trên. Nó trong trên là nó rớt xuống cái màu tím đó là tiêu. Ai chiến thắng rồi. Tiếp tục nha. Đây, đây rồi. Không sao hết, không sao hết. Rất là an toàn nha. Tiếp tục nha, trời ơi. Ở bên dưới là đại dương mênh mông, ở trên đó là một cái hầm trong, ở trên nữa là tổ ong nữa chứ. Bây giờ mình sẽ làm như thế nào đây? Vẽ một vòng móc lên tổ ong luôn. Ui 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 ui, rồi rồi, rớt xuống đại dương mênh mông luôn rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại nha, làm lại nha. Đầu tiên là mình sẽ móc vô tổ ong bảo vệ mình luôn. Ok, không sao cả. Ôi 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 ôi, trời trời trời. Vẫn qua được nha các bạn, ở những giây cuối cùng, nhưng mà mình vẫn thoát được nha, không sao hết. À, mình cho một cái vòng tròn bảo vệ là ok. Hai tổ ong, hai hầm trong và một cái vực thẳm luôn. Yeah. Cái gì đây? À, mình sẽ treo mình lên đây. Đó. Lúc nào mình cũng nằm ở trong vòng tròn. Nằm ở vòng tròn là mình sẽ được an toàn thôi. Tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, bên dưới là cái nước 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 sôi hay sao, nó sủi bọt lên màu tím kìa. Trên là tổ ong. Bây giờ mình sẽ đây đó. Ôi ôi ôi, cẩn thận, coi chừng rớt xuống, coi chừng rớt luôn.
hỏi coi nữa. Bây giờ móc vô tổ ong cho nó khỏi rơi. Ok, móc vô tổ ong mà không được. À, nó bị mắc kẹt ở đây, mình dễ như vậy. Nó to quá, nó bị mắc kẹt ở đây, mình không bị rơi xuống nước luôn. Yes. Qua màng luôn nha các bạn. Rồi. Cẩn thận nha. Đây. Đó, bảo vệ an toàn. Tiếp thôi. Đây là hai tổ ong và một cái nước sôi nha, nước màu tím đang sôi sùng sụt luôn. Bảo vệ hai con boss luôn. Đó, đó. Vậy là an toàn rồi, an toàn rồi. Làm sao mà con ong nào nó vào được? Ha ha ha. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Nhìn qua nhìn lại không biết cái gì luôn. Nhìn qua bên đây cũng một tổ ong, nhìn qua bên đây cũng một tổ ong. Bây giờ mình phải làm sao đây? À, mình khoanh vòng hai tổ ong. Mình nhốt hai tổ ong lại. Oh, yeah. Mình là ở giữa hai tổ ong hai bên nha, cân luôn. Rất là cân đối. Tiếp tục thôi, làm sao đây? Bên dưới là một nồi nước sôi. Không vô đây được không? Được không? Có chừng, cẩn thận. Không ổn rồi. Cái này hơi khó nha. Được rồi. Cuối cùng cũng bảo vệ được con chó của mình nha. Tiếp tục thôi. À, móc vô đây. Móc nó vô đây. Nó dễ như một hình trái tim vậy đó. An toàn luôn. Hai tổ ong và một dùng nước tím sôi sùng sục. Bảo vệ như thế này. Hình chữ U an toàn nha. Chụp trong một cái chụp rất là an toàn. Ong mà. Trời ơi. Vừa ong nè, vừa có hầm trong nữa. A. À, một cái chụp chữ U. Vẽ cho một cái chụp hình chữ U là rất là an toàn nè. Không bị hầm trong mà cũng không bị ong chích nữa. Ui, ui, cái gì đây? Cẩn thận không là lăn xuống cái dùng nước sôi này đây. Bây giờ thì phải làm sao? À, vẽ số 2, vẽ một con số 2. Ái, 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 rồi lọt xuống luôn. Kỳ vậy ta? Bây giờ mình sẽ vẽ cái vòng nó nhỏ lại nha. Để mình không bị rơi, rơi luôn. Cỡ nào cũng rơi, kiểu gì cũng rơi. Bây giờ mình sẽ vẽ như thế này. Đó. Đó, hai tật cũng vẫn bị rơi và bị lốt luôn. Sao đây ta? Ý. Cái màn này khó quá, cái màn này hơi khó nha. Vẽ sao đây? Một cái dòng này. Bảo vệ vậy. Đó, được không? Được không? Cũng không được luôn, kỳ vậy ta. Vậy nè. Trời ơi, cũng lọt luôn. Kỳ vậy. Mình móc vô cái tổ ong thử coi nha. Như vậy, như vậy, như vậy. À, được rồi. Cũng bị ong chích vậy ta. Kiểu gì cũng bị ong chích hết. Rồi, dòng cơ tổ ong nó không được ra được luôn. Đây. Ồ. Đó, móc lên luôn. Ok, vậy là an toàn rồi. Ui ui ui. Vẫn bị lọt.
cái màn này hơi bị khó luôn nha. Đầu tiên là mình sẽ nhốt ong lại nè. Giờ mình sẽ khoanh cái con này nè. Mình vẽ như thế này để không bị rớt nữa nha. Ui ui, yeah, đúng rồi đúng rồi. Ôi ôi, con ong, con ong nó bay dữ quá, nó làm hở cái chỗ đó mình rớt rồi. Vậy được rồi, an toàn rồi. Trời ơi, trời, cuối cùng cũng được qua cái màn này nè. Rồi, yeah, cuối cùng cũng chiến thắng rồi, 3 sao luôn. Thấy mình đi khó khăn quá, nó cho mình 3 sao luôn các bạn ơi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Đấy, yeah, nhốt cái tổ ong này lại thôi là mình sẽ được an toàn. Ôi, nó rồi nó đẩy mình rơi xuống vực luôn. Bầy ong này siêu mạnh mẽ luôn. Ong này là ong bắp cày hay sao, ông mạnh quá. Xong luôn đó. Ồ. Không sao, không sao, mình vẫn an toàn, mình vẫn trong phạm vi an toàn. Trời ơi, hai tổ ong hai bên, mình ở giữa. Sẽ có dòng chữ U bảo vệ nha, bảo vệ trong lòng chữ U. Trời ơi, mình nằm ở trong cái tổ ong luôn nhưng mà ong nó ra ngoài hết rồi, không sao nha. Hên ghê. Rồi ok, cái gì đây? À, mình khoanh cái cổ ong lại. Đó, là mình không sao. Ý, 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 nó vẫn đẩy mình xuống, rơi xuống nước sôi được nha. Giờ thì làm sao đây? Ồ, vậy. Đó, ok, không sao hết. Đó, 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 đó. Wow, an toàn quá, an toàn quá. Tiếp tục thôi. Hay da. Ổ ong ở giữa và hầm trong ở hai bên. Rồi, bây giờ làm sao ta? Xong luôn. À, vòng tròn bảo vệ, vòng tròn khép kín sẽ bảo vệ được mình. Đúng rồi. Cho dù lăn đến đâu nữa cũng nằm ở trong vòng tròn hết. Khép kín luôn rồi. Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng luôn. Cái gì đây ta? À, móc như thế này. Đó, an toàn quá. Mình đang bị treo lơ lửng nha, lơ lửng giữa dòng sông nước sôi nhưng mà không sao cả. Rất là an toàn. Oh yeah. Yeah, tổ ong ở đâu? Tổ ong trên đầu. Trên đầu có một cái tổ ong, mình khoanh vòng cái tổ ong luôn, mình bảo vệ cái tổ ong trên đầu mình. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, nó lọt vô đây, nó mắc kẹt trong này luôn. Rồi. Wow, hay quá.